Ôi quá trời chim à. Mùa này chim trong nhà nhiều lắm nha bà con. Cũng còn nhóc. Sáng thứ ba nhiều nhất. Chim đang nở quá một phần quá đều sàn hết. Hello bà con nha. Yến xào nhân viên xin chào bà con mình nha. Hôm nay yến xào nhân viên đi bảo trì chim ở Chợ Lách Bến Tre nha bà con. Tỏi xanh quanh đây là nguyên một vườn mai luôn nè. Ở đây người dân trồng mai bán nhiều lắm nha bà con. Ai mua mai thì liên hệ ha. Những đám mai luôn. Cắt âm chim bay ra. Nay đổi ra ngoài luôn nha bà con. Đi vô trong quay cho bà con xem ha. Chết bà chim bay ra đường. Đây, âm tắt hết rồi ha. Mở đèn. Đây, độ ẩm đây 79 80 80. Ôi đồ quá. Quá trời chim. Mùa này chim trong nhà nhiều lắm nha bà con. Đây mùa sinh sản nè, mùa mưa nè. Mùa phân hôm nay nồng nặc hết rồi. Trong quay cho bà con xem ha. Ồ, chim nở quá nha. Chim nở nhiều mà vỏ trứng rớt nhóc hết rồi. Đây, chim con rồi. Con mới ỉa nhóc hết. Hai con đổ quẹt cái sàn này nó hôm nay đều đều hết à. Phân ngủ trong chim mới ngủ trước cái khu vực này nó có chừng 1-2 tổ vậy à. Bữa nay có phân hết à. Ngủ chưa đồng tổ à. Phát triển tốt. Lớp sàn thứ hai ha. Sàn mấy gà đang chạy.
Nhà bây giờ phun ẩm tự động nha bà con. Dài dài dưới đây quá trời luôn. Mấy này được rồi, hồi trước rồi đã không có nè, bữa nay tổ phòng lượng rồi có hết trơn nè, nó phân nhím nhím hết rồi. À, quẹt nha bà con, 1 nè, 2 nè, 3 nè, đây nè, 4 nè, hồi trước ngoài này là không có tổ nha. Đây chưa quẹt. Sàn hai đều hết rồi, mãi bay ra ngoài nãy giờ còn nhấp hết, phân cả đều hết, nó chừng 4 cái đều hết trơn, trong mé đều hết luôn. Ok. Trong nhà đắp bóng đèn chim nó bay không có đụng như đụng nha bà con. Bay thư thái lắm ha. Cái sàn thứ 3 ha. Sàn mới không nè. Quẹt. Còn nhóc sàn thứ 3 nhiều nhất, chim đang nở quá, một phần quá đều sàn hết. Bay ra nhiều lắm, những con nhà quá trời luôn. Tổ quẹt nhiều lắm nha mọi người. Những con trong nhà quá trời luôn. Hai con, ba con, đây nè. Ví dụ trong nó bay ra hết trơn. Có trứng. Tổ rồi mới lấy, ăn vô rồi mới lấy.
mới lấy tổ. Đây chim con đây. Hai em tổ quẹt tổ được rồi, nắng quá đâu không, nắng quá nó xấu bị nứt ha. Đây, có trứng mới lấy nha, chủ nhà mới lấy tổ được rồi. Con chết rồi. Ồ, đóng dưới luôn nè. Đóng dưới cái bể luôn nè. Nhà này nhà mới sửa lại tổ, chung tổ chim cũng chưa đẹp mấy. Hai em chim già được sao, mùa này làm tổ có đẹp nha bà con. Mày cái hết à, để kiểm tra phòng máy rồi chút em đổi ra ngoài quay cho bà con xem ha. Mới đổi âm ngoài nha bà con. Nhà trước làm lấy gió ra, lấy gió gián tiếp. Dằn cái lưới nè, lấy dằn cái kè. Một hết rồi. Một cái thai nữa nha bà con. Lưới rẻ à, tay mấy chục ngàn. Mới vô nhà nó còn nhát, chưa vô mạnh đó. Em cũng xin kết thúc video nha bà con. Bà con nào mà chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để em làm clip tiếp theo bà con sẽ chắc được nha bà con. Rồi, bye bye, em xin chào bà con nha. Bà con được nhiều sức khỏe nha bà con.